Kính chào, trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 24 tây tháng 2 năm 2004. Như chúng ta đã biết rằng trong cái đợt bầu cử đợt này, đặc biệt là ngày 5 tháng 3 thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có những cái kết quả mà đặc biệt thành phố San Jose, thưa quý vị. Trên 10% cộng đồng người Việt có mặt tại đây, nhưng mà trong hội đồng thành phố chỉ có 11 người mặt hiện nay đó, thì chỉ có một người là nghị viên người Mỹ gốc Việt, thưa quý vị. Và thưa quý vị, cái sự đóng góp của cộng đồng người Việt tại ở thành phố San Jose đó phải nói là rất là lớn lao, bởi có nhiều cái khu shopping là của người Việt, thí dụ như khu Lion, khu Center, khu Grand Simo, khu Vinamtown, vân vân. Tuy nhiên đó, cái tiếng nói cộng đồng người Việt nó không có được mạnh mẽ, thì thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là anh cảnh sát Tâm. Anh từng là cảnh sát nhiều năm, nhưng mà đợt này thì anh ra ứng cử nghị viên của khu vực 8 của thành phố San Jose. Thì Tâm có thể cho biết rằng hôm nay, thưa quý vị, chúng tôi đã có một cái cuộc là gọi là vừa là tuần hành đi bộ, vừa là chạy xe khắp thành phố San Jose để giới thiệu những ứng cử viên người Mỹ gốc Việt, gồm có cô Betty Dương ứng cử cho giám sát viên quận hạt, anh Tâm ứng cử cho nghị viên của khu vực 8 thành phố San Jose, và cô Lan Ngô là ứng cử dân biểu tiểu bang California. Tâm mà qua những cái thời gian vừa qua, và Tâm có thể cho biết rằng vì lý do nào mà Tâm lại quyết định bước ra để mà bước vào dòng chính làm chính trị. Trước hết Tâm Trương xin kính chào quý vị khán giả. Tâm Trương hiện là cảnh sát sergeant của San Jose, cơ sở cảnh sát San Jose, mà cũng là ứng cử viên hội đồng thành phố khu vực 8 là khu vực Evergreen với East San Jose ở vùng thành phố San Jose đó. Thì Tâm Trương làm cảnh sát hơn 20 năm rồi, mà hiện tại cũng đang làm cảnh sát là chức vụ sergeant, là chức vụ supervisor, chỉ huy một cái khu vực á, coi lo một cái khu vực của San Jose vùng Evergreen. Thì Tâm Trương thấy càng ngày á, thì sau 20 năm mình trong cảnh sát, thấy càng ngày thật sự ra thành phố càng ngày càng nguy hiểm, ăn cướp càng nhiều, mà homeless thì không có ít, càng cứ tăng homeless không, mà cho nên tôi muốn ra là tranh cử. Thứ nhất á, là người ta phải hiểu được là làm sao cho cộng đồng mình an toàn. Tại vì Tâm Trương, lúc mà Tâm Trương qua Mỹ á, hồi 9 tuổi á, là Tâm Trương là tị nạn qua Mỹ hồi 9 tuổi, là Tâm Trương đi học trường Sherboy, trường Sioux Creek, mấy cái trường mình grew up, mà mình sống từ Evergreen. Mình thấy là bây giờ nó càng ngày nó càng tệ, mà Tâm Trương biết có nhiều gia đình rất là lo lắng sự an ninh, mà cũng chịu phát triển của thành phố. Chàng quý vị nghĩ coi, bây giờ không có sự an toàn của thành phố thì làm sao người ta đầu tư vô thành phố được, đúng không? Khoan xưởng từ từ nó sẽ ra khỏi San Jose, sẽ đi. Mà quý vị cũng biết có nhiều bạn quý vị bây giờ đang bị lay off, nhất là ở San Jose. Thì cái sự rất là buồn với hai thế. Mình qua bên Silicon Valley mình ở là gì? Để cho mình có chỗ ăn, việc làm đàng hoàng, chỗ sự an toàn, và con mình đi học phải có sự an toàn, mình ở nhà cũng phải sự an toàn, mình đi shopping cũng phải sự an toàn. Bây giờ ra ngoài người ta trộm cắp, người ta không có bị gì đó. Cảnh sát bên Tâm Trương á, cảnh sát Tâm Trương bắt người ta bị thả ra, cứ bắt thả. Mình làm sao, mình làm nghị viên mình vô mình phải đổi luật lại, mình phải chặn mấy luật xấu, mà mấy luật cờ xong mấy luật mà xấu mình quăng ra, chứ không càng ngày nó sẽ càng tệ. Mình thấy trong YouTube, mình thấy trong Facebook, mỗi ngày người ta bị ăn trộm, ăn cắp, ăn cướp every day. Bởi vậy Tâm Trương nghĩ mình vô mình phải làm sao sự an toàn rồi xong á, công ty mới đầu tư vô Silicon Valley, vô San Jose, rồi xong mình mới có việc làm mà trả lương đủ để cho người ta trả tiền nhà. Bây giờ homeless tại vì người ta không đủ lương, người ta không đủ job, bởi người ta mới homeless. Thì quý vị thấy không, phải có một cái sự an toàn trước, rồi xong mới có tăng cường việc làm, rồi xong mới có bớt homeless, mình mới sống nổi, chứ càng ngày càng khổ. Bây giờ ngày 5 tháng 3 quý vị nhớ đi bầu, bây giờ phiếu gửi về nhà rồi, ok, quý vị gắng cố gắng đi bầu. Trong khu vực 8 là 25% là có người ghi danh đi bầu, 25% xác nhân. Người Mỹ là có 17% mà, phải Ấn Độ có 10% mà, đó. Thì nếu như cộng đồng mình gom lại phiếu thì mình sẽ đậu. Cộng đồng Tâm Trương đắc cử là cộng đồng mình cũng sẽ thắng, là để gì? Để giúp đỡ cộng đồng. Tại Tâm Trương cũng đang làm cái xác, mà Tâm Trương muốn ra là làm sao cho cộng đồng mình càng ngày càng tốt. Tâm Trương có người vợ và hai đứa con 7 tuổi 9 tuổi, làm sao cho thành phố mình phải cho cái gọi là next generation đó, mấy đứa nhỏ lớn lên nó phải có ăn việc làm đàng hoàng chứ. Bây giờ kinh tế càng ngày càng xuống, quý vị biết, quý vị có con đi học đại học về tưởng gì cũng ở nhà, đâu có đủ tiền đi mướn nhà, đi mua nhà đâu, mình làm này đâu được đâu. Silicon Valley khung lũng qua vàng là sao? Là để cho mình tiến thân,
cái nhà mình phải càng ngày càng 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 prosperity, đúng không? Okay. Đó thì Tâm Trương nghĩ là phải cái quan trọng. Dạ. Hôm nay á là Tâm Trương nhờ mấy chú bác anh chị em ra đây là đi diễn hành hả, mấy cái xe có tên Tâm Trương để cho quý vị thấy, cộng đồng thấy là Tâm Trương ra tranh cử để cho ủng hộ Tâm Trương, ủng hộ cảnh sát San Jose, là soi trình làm ở đây. Bây giờ mình làm ra làm nghị viên thì đó. Thứ nhất, thứ nhì, quý vị mà ở nhà nghe cái video này, Tâm Trương rất cần sự giúp đỡ của quý vị. Bây giờ là nước rút rồi, nước cùng rồi, ngày 5 tháng 3 là phiếu là cái ngày bầu rồi, là xong đó. Thì bây giờ có 4 người, ok, Tâm Trương rồi có người sát dân Mễ và 2 người Ấn Độ ra. Tâm Trương chỉ một duy nhất là người Việt Nam thôi, mà người cảnh sát nữa. Tâm Trương xin sự giúp đỡ của quý vị và sự tin tưởng quý vị, gọi điện thoại cho Tâm Trương cử tri để cho người ta đi bầu, hay là vô văn phòng Tâm Trương giúp đỡ Tâm Trương. Tâm Trương số điện thoại là 408-800-4789, 408-800-4789, hay là văn phòng ở 4848 San Felipe á, 4848 đường San Felipe, cái đường ngang là đường Yababoy nè, cái street number là 180. Again, thôi gọi số điện thoại cho nó dễ ha, 408-800-4789. Tâm Trương rất mong đợi sự giúp đỡ quý vị để cho cộng đồng mình càng ngày càng mạnh hơn. Vâng, kính thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là hai cựu quân dân Mũi Xanh, Thu Lục Chiến. Và hôm nay như chúng tôi đã nói là có một cái buổi tuần hành bằng xe và đi bộ để ủng hộ cho những ứng cử viên người Mỹ gốc Việt ở các chức vụ là nghị viên của khu vực 8 thành phố San Jose, rồi giám sát viên của quận hạ Santa Clara và dân biểu của tiểu bang California, là những người Mỹ gốc Việt, thưa quý vị. Thì với tư cách là một cựu quân nhân thì tại sao Phong lại ủng hộ những người này? Lý do nào vậy Phong? Thưa anh Lữ và thưa quý đồng hương người Việt tị nạn cộng sản ở vùng Bắc Cali và trên toàn nước Mỹ thân mến. Tôi là một cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong binh chủng Thu Lục Chiến. Và kế tôi là anh Văn Tuấn, cũng là thuộc binh chủng Thu Lục Chiến. Chúng tôi là những cựu quân nhân nên luôn luôn lúc nào vì cái chính nghĩa của người Việt quốc gia tị nạn cộng sản và của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung, nên chúng tôi luôn luôn ủng hộ những người Mỹ gốc Việt có tinh thần để bảo vệ cái tinh thần quốc gia và lá cờ vàng ba sọc đỏ và chính nghĩa của dân tộc Việt Nam Cộng Hòa, nên chúng tôi ủng hộ những người có tâm huyết để ra trong dòng chính để làm được những điều mà có ích cho cộng đồng ở tại nước Mỹ này nói riêng và cho đất nước Việt Nam của chúng ta nói chung, nên chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ và mong rằng tất cả mọi người Việt tị nạn quốc gia tị nạn cộng sản ở vùng Bắc Cali này ủng hộ cho những ứng cử viên người Việt gốc Mỹ, người Mỹ gốc Việt ra ứng cử lần này. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, thưa quý vị, Tuấn cũng là một Mũi Xanh của đơn vị Thu Lục Chiến, thì cũng làm cựu quân nhân. Anh Tuấn, có một câu hỏi của tôi rằng đến nay đã gần nửa thế kỷ khi mà cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam và hàng bao nhiêu triệu người Việt tị nạn cộng sản đã bỏ có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt cái thành phố San Jose đó, trên 10% người Mỹ gốc Việt. Tuy nhiên, cái sự đóng góp của người Mỹ gốc Việt tại đây đó đã làm cho thành phố San Jose ngày càng phát triển. Nhưng mà cái quyền lợi đó của cái người Mỹ gốc Việt nó không có. Thì Tuấn nghĩ như thế nào khi mà chúng ta đã từng có những nghị viên người Mỹ gốc Việt, nhưng mà đến ngày hôm nay đó, cái tiếng nói hay những cơ sở hay những cái phúc lợi của người Mỹ gốc Việt đó, nó cũng chưa có được thành phố quan tâm. Tuấn có cái điều gì muốn phát biểu? Kính thưa quý đồng hương đang nghe anh em chúng tôi phát biểu những cảm tưởng. Đây là những cảm tưởng của riêng cá nhân tôi đối với cộng đồng. Thì thưa quý vị, cái thế hệ chúng ta đã gần 50 năm trôi qua và chúng ta bây giờ đã già yếu rồi. Bây giờ tất cả đều đặt vào niềm tin, đặt vào những cái gì vào tương lai, vào cái thế hệ thứ hai hoặc là thứ ba. Thì trong thế hệ thứ hai và thứ ba thì kỳ này chúng tôi có rất nhiều những người trẻ của thế hệ thứ hai bước ra và ứng cử để được đề cử vào vòng chính, thì gồm có cô Bé Đi Dương, có Tâm Trương, có cô Lan Ngô. Bởi vậy chúng tôi thiết tha kêu gọi quý đồng hương, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Với lá phiếu của người Việt bầu cho người Việt cũng giống như đã từng trải qua.
người Việt, ủng hộ cho người Việt và người Việt rất hiểu người Việt. Vậy xin quý vị hãy đến cùng chúng tôi như ngày hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng chỉ còn vài ngày nữa thôi, là vào ngày 5 Tây tháng 3 sẽ có một cái cuộc vote, và xin hãy dùng lá phiếu của chúng ta để làm cho cộng đồng tiến nhanh tiến mạnh, và những chuyện chúng ta đã lớn tuổi không làm được thì để cho thế hệ thứ hai làm việc. Đó là cái điều mong ước của tôi, một người cựu quân nhân tên Văn Tuấn. Xin kính cảm ơn quý vị. Và quý vị là cô Cẩm Vân, cũng là một ứng cử viên của chức vụ giám sát, tuy nhiên ủng hộ với Tây Dương, thì Cẩm Vân đã rút tên ra không còn ấy nữa. Thì nhân ngày hôm nay đó, khi mà Betty tổ chức cái buổi tuần hành bằng xe và đi bộ đó, thì Cẩm Vân có cái điều gì để nói với lại Betty? Dạ, Vân Lê, tôi rất là vui và đến đây để đóng góp một bàn tay để giúp cho Betty thắng kỳ sơ bộ và thắng luôn cái general election vào tháng 11. Nhưng mà cái điều quan trọng là quý vị phải nhớ đi bầu. Quan trọng, rất là quan trọng, mà Vân Lê là một ứng cử viên cho chức vụ giám sát viên, nhưng mà đã rút ra là ủng hộ cho một cô gái trẻ luật sư có nhiệt huyết và có tấm lòng. Và Vân Lê hy vọng rằng là cộng đồng chúng ta sẽ có một người Việt Nam, người đó là người đầu tiên, người phụ nữ sẽ làm được cái chức vụ giám sát viên và lắng nghe cái nguyện vọng của cộng đồng, lắng nghe cái tiếng nói của cộng đồng của chúng ta. Đó là cái điều mà Vân Lê mong muốn. Trước cái tâm tình của một người chị như vậy đó, cũng là một ứng cử viên đáng lẽ là đối thủ, nhưng bây giờ lại ủng hộ Betty, thì Betty có điều gì để nói với lại chị Cẩm Vân? Thì em rất là cảm ơn chị Cẩm Vân, chị đã đi con đường trước em, cho thế hệ của em có thể đi theo được. Và em rất là cảm ơn là chị đã ủng hộ em hết mình hết sức, mà so generous, rất là rộng lượng, hướng dẫn cho em rồi giúp đỡ em rồi giúp cho em nhiều thứ nữa mà em mà sau này mới biết thôi. Chị âm thầm chị làm việc trong sau lưng đằng trên nâng em lên, em cảm ơn chị. Ok, may mắn. Dạ, cảm ơn chỉ chị. Còn có 12 người, 12 ngày nữa thôi, yeah. Quý vị đi ra bầu thật đông, bầu đúng cử xứng, đó là cái điều mà Vân Lê rất là mong muốn trong cái kỳ bầu cử ngày 5 tháng 3 tới đây, là kỳ sơ bộ, và chúng ta sẽ chọn một người phụ nữ Việt Nam có nhiệt huyết, có tấm lòng với cộng đồng, và đó là cái điều mà Vân Lê rất là hạnh diện. Vâng, thưa quý vị, Betty Dương là một luật sư hơn 10 năm đã sát cánh ở trong cái quận hạ Santa Clara, thì chúng tôi rất là mong là cô Betty Dương đó là một luật sư trẻ và một người có cái lập trường quốc gia. Với cái điều cam kết đối với chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia đó, thì cô sẽ giúp cho cộng đồng người Việt chúng tôi đó có được tiếng nói ở trong quận hạt. Cảm ơn cô. Và tranh đấu quyền lợi cho cộng đồng của chúng ta và các sắc dân khác. Một điều quan trọng là quý vị phải đi bầu. Dạ, đúng rồi, đi bầu. Và Betty và chị Cẩm Vân và cộng đồng sẽ tiếp tục đi sát cánh với nhau để tiếp tục xây dựng cộng đồng người Việt Nam luôn vững mạnh và đoàn kết. Cảm ơn chị và cảm ơn.